Tôi nghi ngờ có khi là Việt Nam là thằng đầu têu nghĩ ra cái phần là cập nhật cái hệ thống này. Và nói chung là cái cơ chế đơn giản lắm, cơ chế đơn giản lắm, chắc là thầy chơi là tốt được không thôi. Nhưng mà cá nhân tôi thấy cái hệ thống này ấy, nó cũng hạn chế được một cái bọn KM, bọn cam KM là một, hai là cái bọn mà cái thằng mà spam macro ấy, mấy thằng spam macro cực kỳ đáng sợ luôn ấy. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ xong một cái ẩn về thông báo chính của cái bắn thôi. À, có Chứ cả còn tính năng đấy, có cái tính năng đấy nhiều thằng thích lắm. bật chat lên cái toàn xanh lẻ. Tin nhắn cứ lọt thỏm với trong cái đống xanh lẻ đấy. Cười phải. Trông cũng hơi a đuổi thật. Kill không tệ. Lâu lâu cầm China 91 thì cũng có cảm giác đấy. Thế là CC đã gì nhỉ? CC đã làm quen được cái rank AI mới chưa đấy CC? Nhìn chung là vẫn thỉnh thoảng vẫn không biết là chuột của mình ở đâu, không biết Đấy. tâm ngắm ở đâu. Cái đấy thì Thế còn cũng lại hơi... Cái đấy cũng thế hơi còn khó... lại thì Vẫn ổn thế. thế còn lại thì fan của từ nhờ Illustrator thì cũng cân quá rồi gì, cũng với kiểu góc nhìn ba từ trên xuống của đấy. Bởi vì nói chung là game nó cũng nói rõ là nó là gì nhỉ? Nó là người dẫn nói rõ đấy là gì nhỉ? Ấy Shooter V2 rồi, cho nên là xác định là mình như thế luôn. Vừa hôm nay vừa vừa mới mở mua co rồi mở đống co các thứ xong. Ái ôi buồn cười vãi. Mở ra rồi một con bias. Vừa ta sắp từ boss. À, không biết là Hải Trần tí tôi À, tí tôi gọi Hải Trần qua server tôi rồi sửa luôn, bởi vì thế đấy có hẹn tôi rồi, vừa cầm con China xong. Tôi thề cái đánh mùa này nó đau đầu vai trưởng ra xe xe ạ, thề. Đau đầu. Bây giờ để thử xem mở co sẽ có hơn gì tuần trước không, như tuần trước mở đen vãi. Có tách chặt ở đấy đâu. Tôi chả hơn đâu, xin xe ạ, tôi chả hơn đâu. Tôi là tôi chả hơn ông đâu. Cả hai ác mở như phạch luôn, chán không muốn nói. Mở như phạch luôn, chán chả muốn nói xin xe, chán luôn. Phần nhét tạng 2D này vậy. Trông nhìn nó thôi nó vuông con một tí. Cả hai ác hôm nay đều mở ra được 3S. Một cái thì ở ra tăng HP tối đa. Còn một ác thì là tăng cái gì nhỉ? Hình như là cũng là sát thủ boss này. Nhưng mà cố gắng về sau là gì nhỉ? Cày lên bố sao cả cả khu luôn, bố sao cả khu luôn, cày cho nó an toàn. Chứ tôi nói thật là gì nhỉ, cái anh vừa này mà không cố gắng gọi là cứ mỗi tuần 5 trận và mùa cứ mỗi 3 trận lên được stick 50 đã là tốt lắm rồi, còn lên được cao nữa thì chắc là khó. Cố gắng lên kim cương là được. Còn cái gắn lấy cái cường được. Cũng may mà shop mùa này nó cho mua khung với lại mua đề can ngay shop, đỡ phải tranh. Đỡ phải tranh, mua thẳng luôn, đỡ phải lôi thôi. Nhưng mà tôi chỉ hơi tiếc cái là có fan thôi, con bò lại chỉ mua được một lần duy nhất. Cái tôi hơi tiếc ở chỗ đấy. Chứ không thì... Để tôi chờ một trận, nếu mà lên đến 40 một cái mua hẳn một co 4 sao xem nó ra cái gì, có ra gì ra hồn không, chứ không thì nó thật là nó phải lắm.